Ông chơi nhiều bạn quá ha, tôi chơi có một bạn. Tôi cũng chơi con ngặt một nè. Trời, nhầm ông, nhầm idol đi ạc nhỏ, ạc lớn này kia, rồi kích ạc nhỏ lấy ạc lớn vô rồi này kia. Ui tùm lum hết. Mệt nha. Đó, có cái Ừ, hôm hôm nhà bữa bóng hôm bữa đi ạt nhỏ nào, ai đi ạt nhỏ vô á đầu nói gì đó không biết, bị kích. cái bị rau muống kết xong cái đầu lúc em đang đập rim á, cái đầu chạy lấy cái ạt level ba mấy 40 gì đó xong cái Chạy vô không? chạy vào cái đầu rau muống, rau muống nói chuyện mấy tiếng cái rau muống mua te, cái đầu họ rau muống đá xuống luôn, nói giờ ba mấy 40 hay bốn mấy 50 gì cũng vậy vậy, nhưng mà nói không lịch Ừ. sự là đá xuống hết, chứ không phải nói mà level lớn Bạn. level nhỏ. Đi ạt lớn rồi không muốn đá nữa. Không phải như Đã là sạch. ừ. Mà gớm nhất là mấy thằng mấy ông mà lưu về lớn vô á, mà nó lấy ạc lớn vô, nó bị kích, như kiểu bị kích ạc nhỏ cay á, cái vô nó nói cái xong bỏ mình phiếu, cái bị kích cái đi ra trong nó cũng bỏ mình phiếu. Nhiều khi mày bị mấy đồ mà bị sập sập mà không biết nguyên nhân tại sao á, này kia mà không có làm cơ hành động hay là này kia sập này kia đang cho sập phải không, mà cuối cùng là bị sập, mà sập có lâu, sập 5 10 phút hoặc nửa tiếng hà, là cái đó là bị bỏ phiếu á. Ừ. Phiếu lớn là Nó từ level 30 tới 35, từ 30 trở lên thôi, 5 phiếu hoặc 6 phiếu xong rồi bắt đầu bị go, nó xét comment lại, nó xét comment trong room em lại, nó bắt đầu nó sập, nó bỏ phiếu chứ nó tố cáo gì, nó tố cáo là khác nữa. Nó bỏ phiếu là tố cáo đó. Ừ quên, đúng rồi, bỏ phiếu là tố cáo đó. Là sập. em bữa bị sập. Bởi vậy nhiều khi anh cầm admin mấy cái rơm mà như em, như mi bên kia này kia là sợ nhất, là sợ sợ nhất là mấy đồ bị sập. Sập cái là rồi, tiêu mấy đồ. Ăn chưa Sập đủ nhiều tiếng hay rồi ăn cho hết luôn á nhập. biết chứ. Sập nửa tiếng hơn tiếng không Anh sao, ơi, nó nào sập vĩnh, nó mà sập vĩnh viễn cả là rồi. mới tháng vừa rồi em vừa đủ nhiệm vụ nha. Xong cái buổi chiều vừa mở Sập ra cái gì? chơi luôn. Sập cái âm 24 tiếng, nói trời chút xíu không đủ nhiệm vụ ăn cho hết. Qua ngày mai là hết luôn, ngay bữa 30 luôn á, ngay đêm 30 luôn mà hên là đủ rồi. Không đủ là ăn cho hết. Sập liền. 24 tiếng. Có hôm lên Mi tới bển 4 tiếng. cũng tại bên có idol bên nhà anh á, bên rơm chính anh á, anh thường thường làm như sợ bển, là anh làm như sợ là đó, anh chỉ có tặng là bên chị Nhung Galaxy nè, bên con 12 Family là con Mi nè, với bên em á, Dương Vân á, là chỉ có 4 idol, là anh lạng tới lạng lui thôi, với mấy cái rơm slab thôi. Mà cái rơm chính anh ở, anh cầm admin anh ở đó, giờ là rơm của con Mi. Trời ơi, nó mà bật like lên một cái nói em là auto kích luôn. Bật chế độ nó là à, ngồi là auto, là chỉ có kích chứ kích thôi chứ không có nói được gì. Tại vì con cái phong cách của idol bên anh nó like từ đó giờ đó, là nó đeo khẩu trang, nó đội nón như mà ai như ai đồ núp vậy đó, nó like từ xưa tới giờ rồi, mấy ông cứ vô comment cho thấy mặt đi hay là này kia đi, này kia đi, này kia đi, sợ Vậy nó là mặc anh đồ là người hở. đó bên gom đó đó hả? Ừ, Em biết rồi, này tại đang vì em comment cũng thấy cho. lạ lạ, cứ vô em thấy cái gì mà ủa idol mà sao đội nón rồi bịt khẩu trang kính mít hả, mà nhảy các thứ này kia Đó. nha đó hả? Ừ. Rồi anh có thấy mặt không? Có chứ, lâu lâu nó la cho thấy mặt hoài vậy. Lâu lắm, lâu lâu nó la thấy mặt, mà nó đẹp, nó xinh lắm. Chứ không phải là nó xấu hay là này kia. Nó xinh lắm, mà tại cái phong cách của nó giờ nó vậy đó. Admin thích người máy với quét cho đỡ sạch. Đêm nay có em chị anh người cà phím. Em vô em không thấy lạ lạ, nhưng mà cũng vẫn live cam đúng không anh? Vẫn live cam đúng. Lại bình thường, nó cũng lại bình thường, nó ba hồi, nó vừa nhảy nó vừa hát, nó hát hay lắm. Nó mà là chỉ có cái tàu là nhảy là không chú ý cam thôi, nó nhảy thì nó máu lắm, nó nhảy là bị sập đó.
nó mặc váy nó nhảy là bị sập đó, người ta nhảy máu lắm, người gan nó có máu điên trong người đó. Nhảy dễ bị sập. Tại vì không phải là nó nhảy nó bị ưa bị sập, phải là nó để gốc cam ở dưới, nó không để gốc cam ngang, em hiểu không? Hiểu rồi. Thường ta nhảy là để gốc cam trực diện thì người ta nhảy đúng đúng rồi, không, đúng còn nó rồi. để cam dưới, cam cái cam dưới thì nó sôi lên Đúng rồi, đúng rồi. sập, Trời, chứ cái nói đó hoài cũng vậy, không, cái đó dễ sập lắm á, xong để cam ngang. nói hoài nó cũng vậy. Không, em nói anh nghe, mà em cũng bị, em nhảy mà cũng bị sập. Tại biết sao, nhiều khi mà nhảy đúng rồi mà cái Vậy mở nhạc cái máu máu lên nó, cái tay chân cái vậy, như mình là đụng đụng với cái chỗ nó không nên đụng, nó cái là gòi qua ầm. không phải là đụng cái chỗ không nên đụng, mà là cái em giữ em nhảy em xây cái góc cam nó thấy á, Hả? thì khi em xây chỗ đó em đứng lâu quá, hơi lâu quá cái đừng 5 giây 3 giây vậy đó, Không, tối đa là 5 giây rất là muốn người ta thích vậy, không có nghĩa là ta